Chị đang vớt thêm thịt ở bên dưới. Trời ơi, đuôi kìa. Hello. Đuôi. Phải xương nóng với giò nóng rồi tương ăn cho nó ngon. Dạ. Nào thêm một miếng sườn. Trời ơi chị ơi. Dạ. Thấy cái tô này khủng quá, anh có tên cho nó không? Anh sẽ gọi nó là bánh canh trong chống nuôi heo. Trong chống xe của Nobita. Sao đi cà nhát ngồi thanh niên? Đang thủ mà bị đứt á. Đang thủ mà bị đói á. Đang thủ mà bị đứt là sao? Là mình đang ở Thủ Đức. Ý tưởng hay đấy. Rồi thì giới thiệu với cả nhà một quán có tên là quán Cô Ba Tô Ngọc Quân. Thì mình nghĩ là quán này những em ở Thủ Đức chắc là sẽ biết á ha. Đó, địa chỉ đây là số 37 nè, đường Đặng Thị Rành, khu phố 4, phường Linh Tây, quận Thủ Đức. Ở đây là cô có bán mấy món như hủ tiếu mì, nuôi, bánh canh và bún gạo. Còn những cái là topping gồm có xương, giò, thịt, mọc và phèo. Những cái món rất là tươi. Món là tươi đúng không? Tươi. Tươi không? Mình trốn ở trong cái hẻm mình đã phát hiện ra qua cửa sổ rồi. À, đâu cửa sổ nào vậy? Rồi, ok, em cũng phát hiện ra luôn rồi đó, Lộc ơi. Hay á. Rồi, đi. Wow, chị đang vớt lên mọc thêm nè. Trời ơi, chị cái mọc này là mình phải ngâm, mình nấu trước như vậy đúng không ạ? Thì quán mình là bán đây được lâu chưa chị? Bán 20 năm. Dạ. Yeah. Vì mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? Bán từ 10:01 đến 10:00. Đến 10:00. Dạ. Yeah. À. Wow, chị đang vớt thêm thịt ở bên dưới. Trời ơi, đuôi kìa. Hello. Đuôi. Đang phải đem phải xương nóng với giò nóng rồi tương ăn cho nó ngon. Dạ. Cái miệng đến ăn đó là được miếng xương nóng thì là nó ngon. Đúng rồi, xương nóng luôn. Cứ em mà cứ xương nóng thì muốn xương to là nó ngon. Ở đây em thấy đặc biệt cái cũng có món đuôi heo mà đuôi nguyên một cái luôn. Đuôi là bán nguyên cái. Thường người ta ăn là mình sẽ cắt ra đúng không chị? Cắt ra chị ăn nhưng mà bán là bán nguyên cái. Dạ. Kiểu như mình sẽ, đó giống như bây giờ chị đang gấp vào nè. Mình bán hết những cái mới gấp ra đúng không? Là mình sẽ cho những cái kia lên để bán tiếp. Hay quá. Rồi. Nếu mà tôi ăn là một miếng xương nóng làm như tôi ăn đồ phải nóng. Thì bên kia là em thấy có mấy món nữa như là phèo non đúng không chị? Phèo lưỡi và bao tử luôn. Ồ, cái gáo mút này em thấy nó chắc được thiết kế riêng hay chị? Nó có hình vuông để vớt xương á. Thì những cái món này á sẽ có ăn như cái món này là bên kia có mì đúng không ạ? Mì nuôi bánh canh đủ loại hết. Ở đây là có mì tươi, mì thường đó, nuôi nữa. Như bây giờ là mình đang làm một tô khô đúng không ạ? Đây là hủ tiếu khô. Một miếng xương nóng. Đó. Miếng xương nóng nè, ăn cái gì cũng miếng xương bây giờ là nóng rồi. Dạ. Đó. Ví dụ như một phần. Một phần này thì mình bán bao nhiêu vậy chị? 40.000. Đó là phần hủ tiếu khô và xương. Rồi. Ba mì là thật ảnh. Ô. Thêm hành phi, tóp mỡ. Ở đây chắc là mình cũng có nhiều mức giá khác không chị, hay là chỉ có một mức giá 40 thôi? Nếu mà em ăn một tô xương thập cẩm đó là 60. Xương thập cẩm 60. Cái đuôi á là 80. Đuôi là 80. Thập cẩm nó đầy đủ không, xương là 50. Có bên chị. Bên chị khô giò. Ở đây là phải 3-4 người mình đứng mình làm một lần như vậy hả chị ha? Đó, mỗi người một khâu. Như giống chiều bên kia là mình thấy là chị trùng á. Còn chị bên đây là chị múc những cái đồ ăn vô. Còn giá cả vô đâu. Wow. Rồi. Thầy Lộc ơi, chắc mình ấy luôn đi. Ở đây em thấy chị cũng có nhiều loại tô quá ha. Nè, tô chưa? Tính giá tiền. Tính giá tiền nữa đúng không? Thầy Lộc ơi. Rồi. Một tô bánh canh đi. Mà em ăn cái đuôi heo.
Đúng rồi, món đuôi heo, bốn cái đuôi à cả nhà. Quán thực đơn cô ba nè, thịt bằm kiếm cúc, đặc biệt đuôi heo đó. Bây giờ là chị sẽ, ai ăn đuôi là chị sẽ lấy đuôi chị cho vô. Mình còn đuôi không chị, hay là mình chỉ còn có mấy cái này thôi? À dạ, em sợ em ăn hết á. Cái này là em làm ra xong rồi em ăn ở đây luôn, em ăn ở đây luôn, mình coi luôn. Dạ, bốn phần bánh canh. Thôi không, để chị Nguyễn Nguyên cho em luôn. Để nguyên luôn, bốn cái á. Cái này chắc là hai phần đúng không chị? Rồi, thêm hai phần nữa nha. Ồ, ở đây em thấy có hành thánh à. Hành thánh nè cả nhà. Hành thánh chị giấu kỹ quá. Để thích trong đây. Rồi, hai phần bánh canh nữa. Là bốn phần nha. Vô. Chắc lần đầu tiên chị làm cái tô bự như vậy hả chị? Rồi. Dạ bỏ vô đây luôn. Kiểu mình xếp giống như ngũ trảo á. Bốn cái móng tay. Rồi chị. Hai cái. Rồi. Bốn góc quá chị, xếp thành hình giống chữ thập á. Hình chữ thập á. Cái này quay qua đây, cái quay qua kia nữa là đẹp. Trời ơi. Trời ơi chị ơi. Dạ dạ. Đây là chị tự bỏ vô nha thầy Lộc ơi. Thầy Lộc thông cảm nha. Đây chị tự bỏ vô á. Em mượn đi, em mượn nha. Gấp kiểu vậy nè. Cái này mình đeo bên đây đi. Dạ. Đó. Rồi ra hình chữ thập luôn, giống như ký hiệu của bệnh viện á. Ăn xong nhập viện luôn. Rồi chắc giờ mình chan nước lèo luôn đi chị. Thôi chị lấy miếng khác. Thôi chị lấy hai miếng này đi, chị lấy cho em cái xương ống có tủy á, để em hút cái tủy cho nó hấp dẫn. Chị cái tô này em thấy to quá chị. Tô này chắc là tô 60 quá đúng không? Dạ. Thập cẩm á, có thêm một khúc xương với lại những cái đồ ăn ở đây. Thập cẩm. Còn tô này là 40. Đó. Chị, chia ra. Quán bán đông quá cho nên mình phải đợi mấy chị bán cho khách đem về xong xuôi hết rồi tới mình ha. Nhưng mà chị, hình hồi nãy cô ba chia sẻ là giờ này là vẫn còn chưa có đông ha chị ha. Chứ lát nữa em vào chắc chị không có thời gian luôn á ha. Ờ, thêm cái xương ống nữa thôi là được rồi. Bây giờ nước lèo nè cả nhà. Thầy Lộc ơi. Nóng lắm á chị. Không, chị không được. Dạ. Tay chị chai luôn. Trời, tay chị chai luôn hả? Trời. Rồi, đây là chị. Ờ, nước sôi, nước sôi. Rồi, rồi. Gì A few moments later. Thầy Lộc ơi, thấy cái tô này khủng quá, anh có tên cho nó không? Anh sẽ gọi nó là món ăn tuổi thơ à. Bánh canh trong chống đuôi heo. Trong chống xe của Nobita. Ủa, cái gì? Cái gì à? Cô ba ơi. Cô ba à. Vậy nó mới vừa cái tô cô ba ơi. Ông Tú Quỳnh thì có trong chống tình yêu mà. Ủa xin lỗi, có trông trống quá, đuôi heo. Thầy Lộc sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Con mời cô ba, con mời các chị, cô chú à. Và anh em ở Thủ Đức. Thủ Đức, điểm danh nha. Anh vẫn thắc mắc là tại sao có hai cái cục này ở đây. Anh không tin em nữa rồi. Có một cục xương, một cục xí quách ở đây. Chị ơi, nãy cái xương với siêu quách là chị tự bỏ vào đúng không? Thấy chưa? Chị bỏ vào. Chưa? Tên em chưa? Tên. Mà bây giờ thì anh cũng biết cái quy luật của kênh anh em mình rồi. Bỏ vào rồi sao lấy ra được. Đây. Ồ, chàng thêm miếng nước rồi, chàng thêm miếng nước rồi. Được rồi chứ. Bên quán là không chỉ một mình chị đó nha, còn có mấy chị kia nữa. Này em ăn phải hút nước luôn á chị. Có một cục tóc mỡ rất là bự. Hay lắm thầy Lộc ơi.
chưa ăn mà đã toát hết mồ hôi rồi. Thì cả nhà ơi, chắc mình xin phép á, cái hôm nay mà mình ứ hự á thì mình xin phép là cái nước này á không hút hả, bớt ra một tô là nó bằng cái lượng ban đầu. À, buổi sáng mình cũng đã ăn một quán rồi, nay tại đi Thủ Đức xa quá tính ăn cái bún bò Giá Toàn á, nhưng mà cũng trễ rồi cả nhà. Hồi nãy mình đã khuyên thanh niên rồi á, nhưng mà kiểu như bọn Ngọc nghĩ là đi lâu lâu có việc đi xa ở Thủ Đức á. Ở Thủ Đức là có bạn Phương á, phải quay 2 clip cho bạn Phương coi cho nó hấp dẫn. À, bạn Phương, chị Phương là chị Tuyết, điểm danh nào lần trước có xuất hiện ở bún bò ho 10 đúng không, với lại quán ho ho quán Thủ Đức á. Anh thấy mùi vị này sao? Bên cạnh anh thấy mùi vị ở đây sao? Mùi vị ở đây đó, có trận rồi, có trận rồi, có trận rồi, quay có trận rồi. Không sợ bánh canh rồi anh Long, có mấy cọng giá em thấy giống như là nó đang cải trang thành hủ tiếu. Bún 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 cải trang thành bún. Tá má lại ra có mọc nữa. Anh Long mới nghe món gì không? Mì bao tử nghe hấp dẫn ha. Giống như bị phong ấn rồi Hùng ơi. Dê hai tay hai chân đây. Cái này á là hai cái tay của anh nè, này hai cái chân này có dài. Cái đầu nè, hai đầu, hai đầu, hai đầu. Cái đầu này có cái ống nè. Cái đó là cái bằng nó 4-5 ngàn. Sĩ quách nha. Ôi wow. Có một tô hả? Wow. Trời ơi, cái gì đó. Thịt nó rụt luôn á. Thùng thùng. Dạ. Anh thở vô mặt em nha. Thôi đừng đừng. Thở vô mặt khán giả đó, thổi ở đây á. Biết cái này cái gì không? Không nhòn. Không. Ống sống. Cái này là cái ống dẫn á, để nó cái đầu lên đây là gắn bốn cái trong trống, cái này là bay luôn á. À. Để bốn cái trong trống hồng ra. À. Đây nè. Gắn bốn đuôi heo lên. À. Quay bay lên luôn. Tay trần nhà thấp quá chắc bay không nổi. Vừa bay á, vừa hát bạn anh ơi vui quá là vui. Thấy á, cô ba bây giờ cũng có vẻ như lớn tuổi á, nên bây giờ cô ba chỉ ngồi một chỗ và thu tiền thôi ha. Cô ba 70 rồi. Cô ba gọi là quan sát các con của mình buôn bán và thu tiền. Đúng là người mẹ vĩ đại, truyền nghề lại cho những quan người sát con. Các cháu ngồi ăn. Các cháu. Cháu ăn quá là máu. Đó, chưa. Nhìn lại, nhìn lại. Cháu mình cho bắn. Hay á. Lấy nó làm không hút nước này. Sạch không? Sạch luôn á. Sợ bánh canh này em thấy nó cũng xài nhỏ nè. Nó ngắn ngắn thôi, nhưng mà kiểu là nó giống như những cái con rắn vậy á. Cái này là bánh canh bột lọc. Nó trườn vào cổ của mình. Không cần mình phải nuốt, nó tự trường vào. Cái gì vậy? Mập không? Ủa sao đông lại cục mập vậy? Hai cục rồi, nó ra ăn hai cục rồi. Đông đông rồi. Đông ghê luôn á, cả nhà quay cho cả nhà coi. Đông chưa? Rồi. Hấp nước vô, hấp nước vô. Em thấy có một cái cọc xà lách á. Mà nó được hấp mấy nước lèo rồi nên nó mà hôm nay. Hả? Hôm nay. Chúng ta sẽ chứng kiến những món ăn này là tuổi thơ cũng như là một sự comeback, của một huyền thoại. Anh em tính toán hết rồi, mọc nhiều lắm em. Wow, có như một sự sắp đặt vậy. Ồ, cái gì đó chị? Thịt kìa, kiểu như là ở đây họ sẽ lập lạnh á, để trong tủ lạnh tới giờ bán thì họ lấy ra thêm thôi. Trời, lâu quá mới được ôm kỷ niệm với món này mà Hùng. Trời ơi, cái quân đây này cả nhà. Anh em mời nhau như vậy là quá ấm áp rồi đúng không? Anh Brian ơi. Anh Brian, coi clip điểm danh nha. Mời cả nhà. Cái mọc ở đây là mọc loại ngon á. Nhưng mà cái vị cây á, nó đang làm mất cái vị giác của em rồi. Nó không còn cảm nhận được những cái gì khác nữa. Thì này phải ăn một cái đuôi heo vào. Bởi giờ nó tránh cái vị cây lại. Cho đuôi heo vào nó quấn amidam luôn. Kiểu như bây giờ cái vị cây nó đang bâu xung quanh cái cục amidam bên trên này. Và đau quá. Đau rồi rác luôn. Xạo quá. Thiệt mà. Vị cây mà làm đau. Làm như bị đâm vậy. Nói luôn.
hùng ở đây cái những cái kẻ này nó vẫn còn đầy thịt luôn á. Mình phải lòi những cái răng mà giống như những chú cảnh sát giao thông vậy đó. Đi vào hẻm để bắt những cái biker này. Hay á. Giống như vừa rồi á, có mấy biker bị truy tố trách nhiệm hình sự luôn á. Bơ đỡ em đâu có trả. Bắt đầu mình cứ nghĩ là chỉ là phạt thôi, phạt hành chính thôi. Nhưng mà do hành vi đó quá nguy hiểm, chắn đường các phương tiện giao thông á, để đua xe đó anh. Mấy biker ở An Giang, ở gì ở Tiền Giang, Bỏ Cày. Các anh em Bỏ Cày thôi. Các anh em Sonic, Sakia, điểm danh Nova Dash tròn 69. Ồ, oh, mẹ á. Đồn dên, sát xúc bắp. Những cái tờ thuật toán riêng của các Racing Boy chấm vô chấm vô. Wow, tròn cái đôi tròn. Tại vì cái này là nguyên một cái đôi luôn. Và khúc trên đây nữa nè, trên đây nó rất là nhiều thịt. Trời ơi. Sao vậy? Nó không bị quá mềm. Cảm giác cắn vào cái da nó vẫn muốn bám vào cái xương á. Nhưng mình đã phải chia lìa nó rồi. Cô ba vẫn đang nhìn. Wow. Cô ba vẫn đang nhìn em vậy. Thưởng thức cái món cái món đuôi heo ở bên quán. Ăn này là nhớ không? Lá bánh canh ở chợ Hồ Thị Kỷ. Đó là nặng mấy cái đuôi ta. 5 cái sao bỉ. Không quên nữa. Sao bỉ. Về chống chống. Không mà cái đó nó ngắn hơn cái này hùng. Nó dài quá. Cái kia là nó có tới đây à anh ơi. Cái này thêm một khúc dài đây nè. Thử thật á. Đắt thầy á. Với lại anh ơi, em thấy chị thêm như vậy cũng đúng. Đúng cái gì mà đúng. Tại vì nếu mà đuôi không á thì cái tô bánh canh thì nó đơn điệu lắm. Nó chỉ có một màu thôi. Không đơn điệu đâu, có màu bánh canh nữa. Thôi cái này dài dữ ta, nó dài mà tút lút ở đây luôn nè, nó giống như một cây cầu vậy đó. Nó bắt qua đây không, giống như đường hầm hầm Thủ Thiêm vậy đó em. Chiều dài của nó là nếu mà mình đè nó xuống á là nó bằng cái tô luôn á. Ăn hai tay luôn. Ok thôi mày nè anh, anh đảo mày đi cho anh ráo nước để lá anh ăn cho nó đỡ chạy nước. Để mày anh đảo nước ở đây nha cả nhà. Giờ bao bánh canh đi. Không có khăn giấy không? Wow, nóng à? Rõ rồi anh Lộc ơi. Chắc hồi nãy do em chùi bằng cái áo á nên nó hơi mờ, bây giờ rõ rồi nè. Xin lỗi cả nhà nãy giờ nha. Rõ cái gì cái màu bánh canh. Nói rồi bánh canh giờ tươi không? Dạ được, vậy nói giùm em đi. Ô, trà đá đây ngon lắm, trà đá đây ngon lắm. Tự nhiên tình quá, chăm trà đá liên tục. Phải mời chị một cái đuôi heo thôi. Anh này là kêu chị, mời chị một cái đuôi heo nè, chị nhiệt tình quá. Mời chị một cái đuôi heo. Chồng cho chị không mọc, chị không ăn đuôi đâu. Anh nghĩ sao, ở đây chị bán mà. Hủ tiếu bên đường. Mấy bé trai nhìn dễ thương quá ha. Ừ. Hai bé luôn, hai anh em. Nhỏ là em á, thằng lớn là anh á. Nhỏ là em, thằng lớn là chị á, em mới sợ. Ý là hồi nhỏ á. Không giống anh em mà hồi nhỏ á. Anh hồi nhỏ cũng tròn tròn nè. Nhỏ là em là Hùng à. Thằng lớn là anh là anh Lộc, anh phải nói vậy chứ. Anh kêu nhỏ là em, lớn là anh nè. Nghe hồi bốn giống mang. Không mà đúng rồi. Bình Hùng ăn được xíu bỏ chạy. Thứ như Lộc. Thứ như Lộc ngồi lại ăn được cùng. Dạ, dạ, con cảm ơn cô ba. Cảm ơn cô ba nhiều. Dạ, con cảm ơn. Wow, cô ba nhiệt tình quá. Ok. Cái này nó đồng quá vậy. Chùi nó sạch lắm. Giống như mùi dầu hay cái cồn. Mùi cồn đúng không? Cồn. Em mới chùi mũi cái nó nồng lên luôn. Chị đồ ăn đầy cho chị. Dạ rồi. Cả nhà ơi, mình qua đây mình chụp đó. Mình phát hiện ra là bên kia vẫn còn cái khu vực để ngồi của quán cô ba nha. Đó, đối diện bên kia nha. Ai muốn ngồi trong nhà thì vào trong đây. Lòng ơi, em nghĩ là bây giờ tới tiết mục song kiếm hợp đích. Bạn trong tâm tình yêu tắm nào? Được á, được á. Ok. Dân, dân. Ôi. Cả nhà ơi, pha này là hơi bị hot luôn á nha. Nè, nè. Chưa ơi. Anh ăn sao, anh ăn sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Wow. Ai thiếu mì xương được không? Con ngon quá mà dính lên miệng luôn. Thôi ăn hết đi rồi lâu luôn anh. Ăn hết đi rồi cả nhà thông cảm nha. Ra luôn cái khúc thịt đuôi luôn. Cái này giống Miro nè. Cái đầu Miro nè. Giống cái đầu ấy đó. Đầu ngón tay. Yeah. Cả nhà ta cũng thương yêu nhau. Xa là sớm, gần là cũng sớm luôn. Mình thắc mắc các chị trong đây đi ra bằng đường nào? Ờ. Trời giống như bị khóa luôn đó. Ra đường nào ta? Chị này nè, nếu mà chị muốn đi ra chị đi đường nào? Đẩy. Có người mở ra. Em tưởng có cầu thang trên đồng xuống đó chị leo lên. Leo lên trên. Hết. Em nhớ này giống gì không? Đồ bay tô tiếp cảm nha. Quốc máy bay. Không biết rồi. Godzilla. Godzilla. Trời ơi. Thấy gần gần không? Khất khất khất. Đưa heo nên bí với đưa Godzilla. Chắc là có heo có gì là đấy. Thôi con heo mà giống như có gì là nhìn nó sao ha. Muốn chọc tiếc nó hơi khó. Giống như Funny Hùng mà mang hình hài của Võ Sĩ Lộc. Chắc nhìn dễ khó nhận ra lắm. Rồi tiếp đi. Bây giờ thì Võ Sĩ Lộc vào phía cuối rồi. Chỉ còn có một cái đuôi thôi. Và một vài cục bánh canh. Nghỉ mệt xíu đi ha. Để mình sạc pin nữa cả nhà. Tại hôm nay cũng đi nguyên ngày. A few minutes later. Ok. Bây giờ pin đã lên được 25%. Để coi Võ Sĩ Lộc có thể hoàn thành câu này trong thời gian 25 phút không. Ồ, chị lại lên thêm trà đá. Chị giống như là coi cái đó là niềm vui vậy á. Hết nước rồi, hết nước rồi, chậm rồi. Không, giờ em no rồi đó chị. Giờ là chị đã đánh bại được em rồi đó. Nói chứ nãy giờ mình uống chắc cũng 5 ly trà đá rồi nha. Kể như mỗi lần mà thử thách xong á, anh ha, khát nước kinh khủng luôn á. Có thể uống được một lít nước một lúc luôn á. Khát nước lắm. Nhưng mà cái cảm giác mà đã no rồi mà còn uống nước vào á thì khó lắm. Dạ. Mà không uống thì nó lại khác, nó vậy cả nhà. Hồi nãy lúc mà em ăn một cái miếng bánh canh của anh đó, em cảm thấy được cái mùi hành phi á. Mùi hành phi rất là thơm. Em không lèo thì em không muốn cảm thấy lại không? Không, cái lèo thì vị kiểu như vị thay á. Anh biết cái vị thay không? Vị thay. Hả? Không biết hả? Vị thanh mà cay á, anh gọi là vị thay. Nói chuyện nghe ngứa thì hết tô lại lên, hết tô lại lên. Đâu thì phải để sẵn một khóa chờ vậy. Anh Lộc, em nhìn cái ô cửa sổ đây nè. À, em lại suy nghĩ ra một cách để quay phim. Anh ngồi trong, em đứng ngoài. Đúng không? Cảm giác giống như là thanh niên đang ăn ở trong tù. Cười lên nào. Vui lên. Cái đùi heo cuối cùng rồi, cố lên thầy Lộc ơi. Ở đây bán á, ai mà không vui á là phạt 50 ngàn. Hay á. Thấy mấy chị với mấy cô ở đây có vẻ là buôn bán nhưng mà vẫn rất là vui đùa với nhau. Vậy cũng tốt chứ. Làm cho mình đỡ bị áp lực. Bộ Lộc giờ hết nói được rồi. Thanh niên nãy giờ mình nói nhiều cái, chọc nhiều cái á, thanh niên cũng không cười nổi luôn. Đây quá ứ hực rồi. Không á thì anh ăn hết cái đó, nghỉ cho nó sạc xíu nữa. Rồi anh hấp nước, ok không? Hay là hấp luôn? À, vậy đi. Nó nhìn hoàn cảnh, mấy hoàn cảnh này á, thấy thương thương sao á. Gì? Mấy hoàn cảnh này thấy thương thương sao? Em thấy tội mấy đứa bé. Tội người mẹ một nhưng mà tội mấy đứa bé 10. Nãy giờ mua quá trời luôn. Mua số quá trời. Chị mẹ nhìn rất là đẹp. Cười tươi lắm chị mẹ. Để cho cả nhà coi người mẹ. Bán vé số nhưng mà
nở nụ, luôn nở nụ cười trên môi. Nhưng mà nếu mà nói thiệt á, mình mà mua vé số mình giúp cho người ta á thì không thể nào mà xỏa hơn, rất là nhiều, không xỏa được. Trời ơi thầy Lộc ơi, cảnh tượng này đứa bé nó ngồi chung bàn với một đứa bé khác thấy thương quá. Bé đó nãy cầm vé số chạy vòng 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 đây, con sẽ lọc, con sẽ lọc mắt lại và mua cho 5 nhá. 23 tháng tính ra là hơn con của mình 5 tháng, nhưng mà bé cầm vé số bé chạy đi vòng vòng quanh là một người cha, mình cảm thấy rất là cảm động. Cảm động quá thầy Lộc ơi, anh cũng cảm động quá. Anh nhớ ai nhìn lên mình thua nhiều người nhưng mà nhìn xuống mình cũng còn hạnh phúc á. Chào con nha, thôi đúng là nụ cười thiên thần. Anh Lộc làm em nhớ tới một cái hoàn cảnh rất là đau xót vừa xảy ra thôi, cũng gần đây thôi. Đó là một bé gái 4 tuổi bị rơi từ tầng 24 xuống ở chung cư ở ngoài Hà Nội á. Nếu mà là cha mẹ thì sẽ không thể nào mà chịu được cái điều đó. Đứa con mình thương như gì, mình thương mình cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa mà bây giờ nó không còn cái hình ảnh nô đùa mọi ngày của nó, quá là buồn. Nên á, mình cũng hy vọng là những bậc cha mẹ ở các tòa nhà chung cư cao tầng thì mình nên kỹ những cái khoản đó, hoặc là ở đâu cũng vậy luôn, không chỉ riêng ở những tòa nhà cao tầng, mình lúc nào phải để ý đến con trẻ. Rồi quay lại vấn đề chính đi, tiếp tục nè thầy Lộc ơi. Sắp hết rồi thầy Lộc ơi, cố lên thỏ trắng ơi, cố lên. Hả sao nhìn em nói cái gì sai không? Thầy Lộc phải và tập gấp 5 lần nha. Hôm nay anh ăn gấp đôi rồi, anh ăn 2 lần. Một ngày ăn 2 lần. Chồng 2 cái ghế vô. Xong. Chị con. Ê chỗ đây, chỗ đây. Ông nước này là đó. Dạ. Hai đâu không phải đi rồi nè cô bạn. ngắt ngư rồi hết sạch. Dạ, dạ. Tô bánh canh, tô bánh canh đuôi heo. Dạ rồi, cảm ơn chị. Đi qua Thủ Đức đúng như là cái động tác mình biểu diễn tàu đó này thì Đức thủ xong thì Đức Đức đây Đức thiệt. Nhưng mà rất là vui khi mà tới được đây và trải nghiệm món bánh canh của cô ba. Đặc biệt đuôi heo, 4 cái đuôi heo để giúp mình cất cánh rồi bay cùng Nobita và Doraemon. Ở đây thì có các loại topping như là tiết quách, xương, yeah. Cảm ơn chị. Đuôi heo, phèo, lưỡi và đặc biệt mình rất là thích đó là món mộc. Thì khi mình ăn ở đây á thì mình sẽ được ngồi những cái bàn thấp thấp này nè, ngồi trong cái khung cảnh nó cũng giống như là tuổi thơ vậy đó, sau lưng. Ngồi xoay mặt vào tường. Giống như mấy học sinh ngày xưa đó. Tại vì khuôn viên của quán cũng nhỏ cả nhà. Họ thiết kế như vậy cũng hay. Để ngồi với cái diện tích này á thì thứ nhất là ấm cúng, thứ hai là ngồi xa sát nhau á. Dạ. Mình có thể ôm lại những cái con niệm, con câu chuyện á. Khi mình ăn á, kết hợp thêm một xíu sa tế ở đây cộng với nè. Một cái chén nước chấm là một cái chén nước chấm nho nhỏ mình chấm với các loại topping ở đây. Yeah. Thì nó là một cảm giác rất là hấp dẫn. Hấp dẫn. Nhưng mà mình đừng quên, ở đây thì có một cái cô là cô đứng xung quanh là cô bị bao vây lại á. Cô làm liên tục luôn. Một chị thôi đi. Gì? Này chị thôi chứ sao gọi là cô. Dạ rồi ạ. Rồi cô ba. Chị bị bao vây bởi xung quanh
là nước lèo, đồ ăn, mì, bánh canh, nuôi. Nhưng mà chị vẫn là rất là phân phát. Đó là một cái tác phong mà của quán cô bà, phục vụ rất là tận tình. Bà vui vẻ nơi, nữa. Khách vừa tới nơi là sẽ đón tiếp rất là hậu. Nếu mà không cười là bị phạt 50.000 á. Đó là sẽ phải cười thôi. Ở đây gần chợ Thủ Đức, xôi cô lùng á. Xôi cô lùng. Cái nhà chạy từ cái bụng binh chạy lên là thấy cái ngã ba người ta trái đầu tiên. Rẽ vào sẽ thấy là trong khu này cũng nhiều quán ăn lắm, giống như là khu chợ trung tâm á. Đúng rồi. Nên có dịp cả nhà hay ghé. Thủ Đức nha, thành phố Thủ Đức nha cả nhà. Nên có dịp cả nhà hay ghé số 37 Đặng Thị Ra. Quận Thủ Đức, thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức để trải nghiệm món bánh canh cô ba nha, quán cô ba nè. Rồi, anh em mình có một cái fanpage trên Facebook những người yêu mến cũng như là muốn cập nhật các sự kiện mini game hay event thì hãy like và cho fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Cô ba hồi mình xưa xin áo dài đang đẹp lắm. Ồ, cô ba cười rồi, cô ba cười rồi. Anh em nè, anh em này ngồi ăn mà phát biểu linh tinh quá. Lại có bộ phim cô ba Sài Gòn nữa. Rồi. Và mọi người đăng ký kênh cho kênh Funny Hùng Vlog. Đừng quên TikTok của Võ Sinh Lộc và Funny Hùng 16. Theo dõi các động ngày trong cuộc sống anh em mình. Sắp tới nếu như các bạn có bất cứ thách nào hãy để lại một comment, mình sẽ xem xét và đưa những luật phù hợp nhất làm tiếp cho các nhà công thức nha. Ok, xin chào các bạn.